大家好，欢迎大家来跟老师一起练习口语翻译 ，ETK 三级水平，第九课。Chào mừng tất cả các bạn lại quay trở lại và cùng với cô luyện tập phần luyện dịch Việt Trung trình độ HSK3 bài số 9 nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn vào bài luyện tập ngày hôm nay. Chỉnh khai sử. 1. Anh ấy nói tiếng Trung giống như người Trung Quốc. Chỉnh. 2. Anh ấy chạy nhanh như tôi. Chỉnh. 3. Màu sắc của bộ quần áo này không giống với bộ kia. Chỉnh. 4. Muốn học tốt tiếng Trung, chúng ta phải xem chức từ mới và bài khóa. Rồi khi lên lớp thì chú ý nghe giáo viên giảng bài. Cuối cùng về nhà phải ôn tập lại một lần nữa. Chỉnh. 4. Đây là cơ hội cuối cùng của bạn rồi. Cố lên. Chỉnh. 6. Năm nay tôi nhất định phải mua được nhà. Chỉnh. 7. Đồ ăn của quán này tương đối là ngon. Chỉnh. 8. Tôi muốn tìm hiểu về sản phẩm của công ty. Có thể giới thiệu cho tôi được không? Chỉnh. 9. Chuyên ngành của anh ta là kế toán, vì vậy rất am hiểu đối với lĩnh vực này. Chỉnh. 10. Mưa càng rơi càng to, làm sao để về nhà? Chỉnh. 11. Bạn đừng có nói bậy, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến trẻ con. Chỉnh. 好, 再见.